Mới đây, trên các trang đã lan truyền nhau bức ảnh chụp xin việc của một anh chàng. Điểm đáng xem xét ở đây là bạn dạng ấy dùng những lời lẽ quá đỗi ngay thật và giản dị. Đáng lẽ khi giết người ta tầm thường sử dụng cú pháp, từ dựng chuyên nghiệp lịch sự. Đằng này anh ta lại làm trái lại. Thế nhưng anh này không hề bị ném đá mà còn chiếm được tràng mỉm cười rôm rã từ phía số đông mạng. Ai cũng vỗ tay vì nội dung hài hước hấp dẫn. Chưa biết người phỏng vấn anh ta ra sao nhưng chắc chắn nếu được bắt dưới đây, họ sẽ muốn tò mò kỹ hơn chàng trai đầy lôi cuốn này. Ví dụ về sự hài hước và ngây thật của anh ta như: lần trước tiên bước chân vào đa cấp, nghĩ do bị lừa. Cộng tác viên bán khóa học tiếng Anh, nghĩ do thấy bạn dạng thân thua tầm thường đồng nghiệp. Dắt xe cho các chị em gái là chủ yếu, các anh thì tự dắt. Nghĩ do quán đóng cửa. Rú rú trong quầy cả ngày để lắc bình. Nghĩ do quán đóng cửa. Nội dung của phần sau cũng hài hước không tầm thường. Mặc dù cũng có thể bạn dạng trên đây là giả và chỉ phát hành với mục đích câu like, nhưng các nhà tuyển dụng khẳng định họ từng bắt gặp những như vậy ngoài đời thực rồi. Nghiêm túc mà nói, có lẽ vẫn còn quá nhiều bạn trẻ cần được học lại cách viết sao cho đàng hoàng tử tế để gây ấn tượng chuyên nghiệp với nhà tuyển dụng.